we're right in the middle of a four-week trip to northern Vietnam to inventory plants within potentially protected areas. The biodiversity of Vietnam is extremely rich compared to other countries in the world because of its diversity of habitats. The reason why it's so urgent to protect Vietnam at this point is that a lot of it's disappearing. It's being cut down, it's being burned. Land is being converted because of the activity of people. Khi năm 1943 thì diện tích rừng của Việt Nam là 40% đất nước, và hiện nay thì diện tích rừng của Việt Nam đã bị giảm sút rất là nghiêm trọng. Giảm sút không những là vì diện tích là chỉ còn cái rừng chỉ còn khoảng độ hơn 10% cái diện tích Việt Nam được rừng bao phủ, mà cái chất lượng rừng nó cũng kém hơn hẳn. Thì cái vai trò chúng tôi nghiên cứu, các nhà sinh học nghiên cứu là gì? Là phát hiện những cái đối tượng bị đe dọa tiêu diệt, cũng như là đề xuất việc bảo tồn thiên nhiên mới. The goal of today is to scope out places where the forests are good, and then begin some of our inventory activities. The government of Vietnam has an initiative to double the area under protection within the next 5 years, and they've encouraged us to begin inventorying where plant diversity occurs in Vietnam as part of this doubling of the protected areas. Our goal is to give them a listing of plants and show them where the level of botanical diversity is the highest. As you see on this side, there's pretty much no forest at all, and as coming up here, we realize that they've cut a lot in the last 5 months since we were here last. There is no forest on this side anymore. Rừng hiện nay phun liền cái mảnh lớn, phun liền mảnh lớn, chỗ này một mảnh, chỗ kia một mảnh, chỗ này mảnh, chỗ kia mảnh. Đối với động vật, những khu bảo tồn quá nhỏ như thế này thì động vật nó không di chuyển. Cho nên một trong những cái phương hướng của những nhà hoạch định chính sách các khu bảo tồn thiên nhiên làm nào cố gắng nối liền các khu bảo tồn thiên nhiên từ những cái mảnh riêng rẽ đó thành những khu bảo tồn thiên nhiên có cái diện tích rộng hơn để mà tiến hành bảo tồn sinh vật và đặc biệt những loài động vật có hiệu quả hơn. Chúng tôi tập trung vào những nghiên cứu vào những cái khu vực mà hiện tại còn nhiều rừng, tất nhiên còn nhiều rừng, trong đó còn nhiều cây và nhiều động vật. Tức là chúng tôi dừng lại đây để quyết định tìm những cái địa điểm chúng tôi sẽ làm việc. Và cái khu vực này là thuộc Nậm Xé, là trong tương lai thì chúng tôi sẽ xây dựng thành khu bảo tồn thiên nhiên. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng tôi là đợt đầu tiên là đi nghiên cứu để tìm hiểu xem trong đó, trong rừng này có những cái loại gì nó quý, rồi thì nó có cái đặc biệt, thì nó có cái đặc biệt. Cái rừng này tán độ phủ của nó còn lớn. Cây đấy có hoa không? Once we get into an area, our objective is to collect everything that's flowering and fruiting, everything that has characters beyond just leaves and stems and bark. This is an ideal collection. We didn't catch it in flower, we caught it in full fruit. Fruit's fully mature, we get good fruit color, seed color, and then fruit coat color. During the day, we usually collect 50 to 150 different collections.
Once we get back to base camp, we all sit around and taking the notes on each plant, doing the observations of floral color, scents, oils, the things you would encounter with the plant if you saw it fresh. The importance of a botanical inventory is in the listing of the plants that are there. If given to a non-scientist, the numbers of species gives them some criteria for selection of what should be protected, what shouldn't be, with limited conservation dollars. Là cái nhiệm vụ mà bảo tồn thiên nhiên Việt Nam là một nhiệm vụ rất là cấp thiết. Cái diện tích rừng còn lại ở đất nước chúng tôi ấy, thì không còn nhiều lắm. Thế thì cho nên thì là chúng tôi cũng nghĩ rằng thì là chúng tôi cần phải gấp rút càng nhanh càng tốt tiến hành kiểm kê cái này và để đóng góp vào công tác bảo tồn, đẩy mạnh cái việc mà kiểm kê cái tính đa dạng sinh học của Việt Nam. Bởi vì chúng tôi cũng hiểu thì là mọi cái sự cố gắng của con người từ xưa đến nay và từ nay về sau phụ thuộc rất nhiều vào cái tính đa dạng của sinh vật.